trên đây có quyền năng nên tôi bị rung. Dạ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý hội thánh, tôi có cơ hội để được học lời Đức Chúa Trời cùng với là quý vị ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa vì bây giờ là chuẩn bị tháng 12 rồi phải không ạ? Một năm thật là nhiều biến động nhưng mà cũng trôi qua rất là nhanh. Khi mà tôi nghĩ rằng Chúa ơi, sắp xong năm 2020 rồi, quá là nhanh. Và những cái điều xảy ra ở trên thế giới, năm nay là năm ý nghĩa nhất đối với chúng ta, mặc dù có những cái điều xảy ra không theo như chúng ta mong muốn, nhưng mà Đức Chúa Trời đang cố gắng nói điều gì đó với chúng ta và với thế giới, phải không ạ? Mấy ngày nay tôi có đọc báo và tôi để ý tới một nhân vật, đó là Elon Musk. Chúng ta có biết nhân vật đó mà? Đây là một doanh nhân, ông mở công ty cũng như là người có niềm đam mê đối với công nghệ của vũ trụ. Mơ ước của ổng là được bay vào không trung, khám phá vũ trụ. Và ổng tất cả những gì ổng làm là đều để mà cho cái mục tiêu đó. Và trong năm 2020 này, khi mà nhiều doanh nghiệp, nhiều cái công việc bị đình trệ, nhiều doanh nghiệp không thể nào mà phát triển tốt được, thì tài sản của Elon Musk đã từ 28 tỷ đô la lên 128 tỷ đô la. Và vượt qua Bill Gates để trở thành người giàu thứ hai ở trên thế giới. Và điều đó khiến cho tôi suy nghĩ. Và một điều thứ hai nữa đó là người ta đang chạy đua để ai có vaccine trước để chữa bệnh cho thế giới. Ai là có những cái đầu óc vĩ đại để có thể khám phá ra, làm việc với những cái con virus, con vi khuẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy được, để có thể tạo ra được cái phương thuốc chữa lành cho thế giới. Và khi tôi suy nghĩ về những điều đó, tôi tự hỏi Chúa ơi, vương quốc thế gian đang chạy đua về tiền, chạy đua về vũ trang, chạy đua về y tế, chạy đua về công nghệ của vũ trụ. Vậy vương quốc Đức Chúa Trời thì chúng con có gì? Niềm tự hào của chúng con ở đâu? Động lực của chúng con ở đâu? Và khi có những câu hỏi đó và tôi quay lại với lời của Đức Chúa Trời, quý vị, cho dù thế giới này phát triển như thế nào, cho dù con người đã tới đâu, thì mãi mãi vương quốc Đức Chúa Trời luôn hoạt động dựa trên quyền năng của vương quốc. Chúa Giêsu không nói là trong ngân khố của vương quốc Đức Chúa Trời có bao nhiêu tiền. Ngài không nói là công nghệ của vương quốc Đức Chúa Trời là mấy chấm. Phải không ạ? Ngài chỉ nói đến quyền năng của vương quốc. Chúa Giêsu đã dạy cho tất cả những người chạy đến với Ngài về đạo đức của vương quốc, về lối sống mà Đức Chúa Trời muốn. Ở trong Ma-thi-ơ từ đoạn 5 cho đến đoạn 7, Ngài đã dùng lời chân lý của Đức Chúa Trời để tẩy sạch những tấm lòng lắng nghe lời của Chúa. Ngài thánh hóa tâm linh của họ. Ngài tẩy sạch lòng của họ khi họ nghe lời của chân lý ở trong bài giảng trên núi. Và sau đó, khi giảng xong, khi họ được tẩy sạch lòng mình rồi, thì Ngài mới bắt đầu thực hiện các phép lạ của Ngài. Tri thức về lời Chúa, sự hiểu biết về luật pháp của Ngài không khiến cho Ngài không thực hành phép lạ ở trên đất. Ngài dẫn người ta đi đến với quyền năng của vương quốc sau khi họ đã thuộc về vương quốc, đã tiếp nhận vương quốc đó. Ở tại trong Ma-thi-ơ đoạn 9, chúng ta nhìn thấy được Chúa Giê-xu đem quyền năng của vương quốc Đức Chúa Trời đến ở trên đất. Chưa có điều nào như vậy đã xảy ra ở trước đó cả. Khi Ngài đến cùng với Ngài, ấy là quyền năng của vương quốc. Ở tại nơi đây trong chương này chúng ta thấy được 5 câu chuyện về phép lạ. Tôi không có thời gian để học chung với quý vị hết, nhưng mà tôi chỉ cùng học với quý vị 3 câu chuyện phép lạ. Ở trong cuộc đời của chúng ta đã kinh nghiệm phép lạ của Chúa chưa ạ? Đã kinh nghiệm quyền năng của Ngài chưa ạ? Amen. Nên tôi không cần phải giảng cho quý vị về phép lạ, không cần phải giới thiệu cho quý vị. Tôi chỉ cùng với quý vị xem lời của Đức Chúa Trời để chính tôi và quý vị được nhắc nhở về quyền năng của vương quốc trong thời điểm tối tăm này. Amen. Ngài chính là đứng hay làm phép lạ. Ngoài việc mở đường, Ngài làm phép lạ quý vị. Câu chuyện thứ nhất đó là người ta đem đến cho Ngài một người bại liệt nằm trên giường. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ thì phán với người bại liệt rằng: hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Và khi Chúa Giêsu nói rằng tội lỗi con được tha, thì ngay lập tức có những cái lời sầm xì, có những cái lời suy nghĩ ở trong tâm trí của họ. Họ nói rằng người này thật là phạm thượng vì dám nói về tội lỗi. Và Chúa Giêsu nói: tại sao các người lại nghĩ xấu như vậy? Giữa hai cách nói tội lỗi con được tha hoặc hãy đứng dậy và bước đi thì cách nào dễ hơn? Nhưng mà ta làm điều đó để cho các ngươi biết rằng con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội. Rồi Ngài mới phán với người bại liệt rằng: hãy đứng dậy, vác giường và trở về nhà. Ngay lập tức người đó làm như thế.
Ở câu chuyện này chúng ta nhìn thấy có một nan đề xảy ra. Đó là người bại liệt này, người này bị bệnh và không có khả năng để đi lại. Cũng có thể là thậm chí người này không biết về Chúa Giê-xu. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu khi gặp người này thì nói rằng: hỡi con trai, hãy vững lòng, tội lỗi của con được tha. Nghĩa là con người này nằm ở trong cái cáng ở tại nơi đó và toàn thân tê liệt, tâm trí thì bất an. Đó lý do mà Chúa Giê-xu phán là: hãy yên lòng, hỡi con trai. Có thể tội lỗi của con người này đã khiến cho người này bị tê liệt. Người này không thể làm được gì, thậm chí trước mặt Giê-xu là đứng có khả năng làm phép lạ, có khả năng chữa lành, cũng không thể nói được một câu gì. Tâm trí đầy bất an. Và Chúa Giê-xu, vì là Chúa, Ngài thấu hiểu được tình trạng của con người này. Và trước khi chữa lành về mặt thuộc thể thì Ngài nói rằng: hỡi con trai. Nghĩa rằng Ngài tiếp nhận người này làm con của Ngài. Người này thuộc về vương quốc Đức Chúa Trời. Hỡi con trai, tội lỗi con đã được tha. Ngài tha tội cho người này trước. Ngài xử lý gốc rễ của vấn đề của con người này. Mặc dù những người bạn đem người này tới là để gì ạ? Để được chữa lành về thân thể thôi. Những người bạn không biết được sâu xa ở trong đó như thế nào. Họ chỉ muốn nhìn thấy người này được bước đi, bạn của mình được bước đi. Nhưng Chúa Giê-xu làm điều sâu xa hơn, đó là giải quyết vấn đề tội lỗi mà cả thế giới này dù có tiền, có công nghệ cũng không thể nào giải quyết được. Đó lý do chúng ta biết rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời. Nó không phải là lời thuyết phục giữa con người với con người. Hãy tin đạo Chúa, hãy tin đạo này đi. Đó không phải là sự thuyết phục. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu người ta. Cho dù chúng ta dùng lời nói để thuyết phục, nhưng bởi quyền năng. Tại vì sao? Sự tha thứ của Đức Chúa Trời phải xảy đến. Ngài phải tẩy sạch tội lỗi của họ thì họ mới được cứu. Phải không ạ? Người này ở tại nơi chỗ này và cảm thấy rằng mình không có thể, biết đâu chắc Chúa không chữa được cho mình. Bởi vì những người Do Thái họ biết chắc rằng nếu phạm tội thì không thể nào có phước hạnh của Đức Chúa Trời được. Người này không, dường như không có niềm hy vọng, bất an ở trước Giê-xu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, vì những người đem đến thì Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ. Con người nằm bị liệt ở đó chỉ thấy bất an và tuyệt vọng. Nhưng khi Chúa nhìn lên những con người đã đem con người này tới, ấy là đức tin. Đức tin của họ đã gây được sự chú ý đối với Giê-xu. Và bởi cơ đó, Ngài đã hành động. Ngài đã xử lý tội lỗi của người này. Thì ngay lập tức Chúa phán tiếp là: hãy đứng dậy vác giường và trở về. Khi tội lỗi được tha thì phép lạ của sự chữa lành xảy ra. Amen. Không phải tất cả những cái bệnh tật trên thế giới này đều do tội lỗi gây ra. Nhiều khi do cách sống của chúng ta thôi, phải không ạ? Nhiều khi có, từ nhỏ tới lớn chúng ta có cái thói quen ăn nhiều đường hay là ăn nhiều mỡ. Hoặc là như gia đình của tôi ăn rất là ít rau. Toàn là những người lao động mà, nên sẽ ăn thịt nhiều hơn để có năng lượng. Ăn cơm nhiều hơn để có năng lượng để làm việc, nên rất là ít ăn thịt. Trong khi trong gia đình có tôi lại làm văn phòng. Và với thói quen đó, nếu tôi không chỉnh sửa lối sống của mình thì tôi có khả năng mắc những bệnh về mỡ trong máu hay là cái gì đó. Có những cái bệnh tật do tự nhiên, do cái cách sống của chúng ta, do những cái hóa chất không tốt ở trong môi trường. Nhưng ở tại nơi đây, con người này bệnh tật bởi tội lỗi của người này. Có những bệnh tật do tội lỗi mà ra, quý vị. Quý vị có đồng ý không ạ? Dạo gần đây tôi hay đọc sách của Henry Wright. Ông viết một số những cái sách về sự chữa lành thiên thượng. Ông là một mục sư của sự chữa lành. Ông tập trung vào những cái bệnh về khối u. Những người nào mà bị ung thư mà giai đoạn đầu, tức là cái con ung thư đó nó chưa có giết chết cái bộ phận cơ quan đó, vẫn còn có thể được cứu vãn được, thì ông cầu nguyện cho sự chữa lành. Nhưng mà cái bệnh ung thư nào mà cái cơ quan đó nó đã chết hoàn toàn rồi, không thể tự chữa lành được nữa, thì ông cầu nguyện cho phép lạ xảy ra. Đó là chính Chúa Giê-xu. Ngài sẽ cấy ghép một cơ quan mới ở trên thân thể của người bệnh đó. Ngài có quyền năng sáng tạo từ không ra có. Ngài có thể làm được điều đó. Và đó chính là cái sự kêu gọi của ông. Và tôi đọc về điều đó, tại vì tôi biết mùa này là mùa của quyền năng của vương quốc Đức Chúa Trời. Amen. Để cứu người. Và ông nói đến rằng đa phần những cái bệnh về ung thư, những cái u đồ này nọ là do sự cay đắng mà ra.
tôi đọc về nó dạo gần đây. Tôi tự kiểm điểm lại chính mình. Trời, nhiều khi chúng ta hơi tự tin về mình phải không ạ? Con đâu có cay đắng ai đâu. Dạ, tất cả mọi người con tha thứ hết rồi. Hoặc là thôi con tách họ ra khỏi cuộc sống của con coi như xong. Con không có liên quan tới mấy người đó là con được khỏe mạnh, trời. Nhưng mà khi đọc về những điều này, tâm linh tôi tìm kiếm những điều ở trong quá khứ lẫn hiện tại, những điều mà tôi chưa xử lý. Bởi vì đó chính là gốc rễ của tội lỗi. Nhiều khi không phải do mình tự cay đắng người khác, nhưng những hành động của người khác khiến cho chúng ta phản ứng lại bằng sự cay đắng. Chúng ta là nạn nhân của linh cay đắng của ai đó. Hoặc chính chúng ta là người đi gieo rắc sự cay đắng cho ai đó. Hoặc trong dòng dõi của gia đình của chúng ta, khiến cho nó cứ ở trong gia đình của mình tạo nên những thói quen và khiến cho chúng ta cay đắng. Ở trong đó ông nói rằng sự cay đắng có thể là có những cái gốc rễ về không tha thứ. Nhất quyết không tha thứ cho ai đó, để giữ yên trong lòng, nhất quyết không đụng tới, không xử lý, để im. Chúa có muốn xử lý, Chúa để nó im, không xử lý. Ghen ghét, vừa thấy người đó là lòng mình trỗi dậy đầy những sự ghét bỏ, những sự phẫn uất, mình gặp là mình bực liền à. Tất cả bầu không khí đang vui vẻ, tự nhiên xuất hiện của người đó tự nhiên thấy ghét. Trong người nó mất vui quý vị. Đúng không ạ? Tâm trạng chuyển liền mất vui, từ màu hồng sang màu xám. Phải không ạ? Hoặc là cái sự giận dữ ở trong lòng. Chúng ta cho tâm trí của chúng ta những cái hình ảnh tra tấn người đó ở trong tâm trí, mặc dù bề ngoài nhìn mặt rất là ngây thơ phải không ạ? Nhưng mà thật ra trong tâm trí là tra tấn người ta, ở trong tâm trí của mình. Dùng nhiều cách để mà hành hạ người đó trong tâm trí của mình. Tất cả xảy ra trong thế giới của chúng ta. Sự thạnh nộ và trả đũa, tìm cách trả đũa. Người đó sỉ nhục mình ngày hôm đó, mình sẽ tìm cách lần sau mà nếu xuất hiện tôi sẽ nói câu đó xuyên thấu tim của bạn nha, bạn biết không? Để bạn biết được cảm giác của tôi ngày hôm nay. Đó chính là sự trả đũa. Và nó lên tới mức bạo lực ở trong gia đình và dẫn tới giết người. Những điều mà xảy ra ở trong gia đình ngày hôm nay, những bạo lực, những cái lạm dụng về mặt thân thể, những hành vi của cha mẹ đối với con cái hay ngược lại con cái đối với cha mẹ, đôi khi đó chính là sự cay đắng lâu ngày và dồn tích lại gây ra bạo lực. Nhiều khi có ai đó đến nói với chúng ta rằng ồ bạn đang bệnh hả, kiểm tra lại tội lỗi của mình đi nha, coi chừng có tội gì đó. Chúng ta bức xúc lắm, chúng ta ức chế lắm quý vị. Người này kỳ cục thiệt, không nói lời yêu thương, nhưng đó là nó ở cái mức gọi là mức không tốt rồi. Nhưng ý muốn nói mình kiểm tra lại tấm lòng của mình, có sự cay đắng nào không, có những cái điều gì làm buồn phiền muộn phiền không ở trong trái tim của chúng ta. Trái tim trong trắng của chúng ta, một chút sự cay đắng phải không ạ, đã nhuốm màu ở trong trái tim của mình. Và chúng ta biết trái tim thì nó sẽ làm công tác gì quý vị? Bơm máu đi đâu ạ? Lên não. Phải không? Một chút cay đắng lên đây là thấy xì chét rồi đó quý vị. Không thể tập trung làm việc. Và sau đó ra tay chân của chúng ta bị tê. Xuống chân của chúng ta không đi được. Phải không ạ? Các khớp bị đau nhức, khiến cho thân thể của chúng ta mỏi mòn. Da chúng ta xanh xao, bệnh tật. Đó chính là tội lỗi đã ngăn trở quyền năng của vương quốc được thực thi ở trên đời sống của chúng ta. Nhiều khi đời sống của chúng ta có một chút tội lỗi nào đó mà chúng ta không để ý, nên khi chúng ta đến trước mặt của Giê-xu, vào trong hội thánh, vào trong tháp canh, chúng ta chỉ như người bại liệt này, bất an về tội lỗi của mình, tuyệt vọng về hoàn cảnh của mình, tập chú vào đó mà không được chữa lành. Không thể nói Giê-xu xin tha thứ cho con, Giê-xu xin chữa lành cho con được. Nó làm cho chúng ta bị tê liệt. Nhưng cảm ơn Chúa vì những người bạn đã đem con người bại liệt này tới. Phải không ạ? Chúa thấy đức tin của họ. Chúng ta có những người bạn đó ở trong cuộc sống mình không quý ở thánh. Chúng ta thừa biết ở trong thân thể này ai rồi cũng sẽ phạm tội phải không ạ? Chính tôi đây giảng lời Chúa như vậy. Nhưng mà phải cẩn thận mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, nếu không sẽ phạm tội và cảm thấy rằng con không có đủ tự tin để giảng lời Đức Chúa Trời nữa. Mỗi người chúng ta đều không hoàn hảo và có khả năng phạm tội. Nhưng liệu chúng ta có những người bạn, có những người sẵn sàng đem chúng ta, sự bại liệt của chúng ta đến trước Giê-xu hay không? Ở trong tháp canh cầu nguyện, họ nhắc đến tên của chúng ta, họ nhắc đến tình trạng của chúng ta. Họ nói với Chúa, họ cho Chúa thấy rằng Chúa, con tin Ngài sẽ giải cứu bạn của con. Con tin Ngài sẽ chữa lành cho bạn của con. Con tin Ngài sẽ làm phép lạ cho hoàn cảnh của những người bạn của con. Đó chính là tháp canh cầu nguyện quý vị.
Hội Thánh đã mở ra những tháp canh cầu nguyện để chúng ta có thể đến ở tại nơi đó. Chúng ta cung cấp đức tin cho bạn bè của mình để chính Chúa sẽ làm phép lạ trên hoàn cảnh của họ. Amen. Ở trong cái ông tác giả này, ông kể về câu chuyện của mẹ ông. Sở dĩ ông đeo đuổi sự chữa lành bởi vì chính mẹ ông đã nhận được cái sự chữa lành siêu nhiên. Vào năm đó thì bà đã bị một cái bướu ở trên cổ, và thế là bướu phát triển khiến cho cái tĩnh mạch cổ nó bị hư hoại và bà bị tê liệt. Nhưng mà bà vẫn muốn đến hội thánh, nên bà nhờ người ta đặt bà ở trên cáng và đặt ở trong hội thánh. Cứ mỗi chủ nhật đem cái cáng là bà nằm ở trên nó vào trong hội thánh. Và không có chuyện gì xảy ra. Hết ngày này tới ngày nọ, hết tuần này đến tuần nọ thờ phượng Chúa. Nhưng vào một cái ngày nọ, có một người trong hội thánh đứng lên và nói: tôi đã ghét cái người đối diện nhà tôi 20 năm nay, tôi cay đắng người đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là thời điểm tôi phải giải phóng tôi và con người đó. Tự nhiên có một người đứng lên ăn năn. Người đó nói rằng chính tôi đã gieo linh cay đắng ở trong hội thánh này, và tôi cảm thấy tôi cần phải ăn năn. Khi người đó ăn năn điều đó thì ngay lập tức hội thánh rơi vào một cái bầu không khí đó là ăn năn tội lỗi. Họ bắt đầu xưng nhận tội lỗi ra, xin Chúa tha thứ. Và ở trong cái bầu không khí của sự xưng nhận ăn năn đó, người đàn bà bại liệt đó đã đứng dậy và chạy khắp phòng nhóm: tôi đã được chữa lành. Amen. Khi hội thánh ăn năn, có những con người sẽ được phóng thích, được chữa lành một cách siêu nhiên. Chính sự cay đắng ma quỷ dùng điều đó để gieo rắc trong hội thánh của chúng ta, để cho nhiều người không kinh nghiệm được sự chữa lành, quý vị. Tôi hy vọng lời Chúa ngày hôm nay là chân lý sẽ tẩy sạch lòng của chúng ta. Amen. Tất cả những tổn thương nào ai đã làm trên cuộc đời của chúng ta tha thứ, buông bỏ. Nhận lấy sự tha thứ của Chúa để có thể tha thứ cho những người chúng ta không thể tha thứ được. Và ăn năn với Chúa rằng: Chúa ơi, dù vô tình hay cố ý con đã gây ra sự cay đắng cho ai, xin Chúa tha thứ cho con. Để rồi phép lạ xảy đến trên cuộc đời con, trên gia đình con, trên hội thánh của con. Amen. Amen. Và khi Chúa Giê-xu nói tha tội cho người này thì người Pha-ri-si lập tức nói rằng người này nói phạm thượng. Người này nói phạm thượng, tức là có những con người sẽ chống lại việc nói đến tội lỗi, quý vị. Phải không ạ? Có những con người, khi chúng ta nói rằng anh hãy tin Chúa, hãy ăn năn tội lỗi của mình, người ta sẽ nói tôi có tội gì đâu mà ăn năn. Tôi không có tội, tôi theo Chúa Giê-xu bởi vì Chúa Giê-xu có những lời dạy hay thôi. Còn bản thân tôi cũng đã hay rồi, tôi muốn hay thêm nên tôi tin nhận Chúa. Họ không muốn nghe đến tội lỗi. Sẽ có những con người nói rằng chúng ta phạm thượng khi bàn đến những vấn đề tội lỗi. Chúng ta không phải là cha mẹ họ, sao dám nói về tội lỗi. Sẽ có những người như vậy. Và trong suy nghĩ của Chúa Giê-xu, đó là những ý xấu. Và Ngài không bàn tới những điều đó. Ngài vẫn tiếp tục làm phép lạ. Amen. Nên có những con người chê trách chúng ta khi chúng ta làm chứng, khi chúng ta chia sẻ về tội lỗi, quý vị. Không cần phải phản ứng lại với họ. Hãy cầu nguyện Chúa. Hãy cầu nguyện để quyền năng của vương quốc được thể hiện một cách rõ ràng. Thì không còn ai bàn về chuyện đó nữa. Người ta sẽ sẵn sàng ăn năn tội lỗi của họ. Phải không ạ? Khi nhìn thấy được quyền năng từ trời chạm đến trên thân thể của họ một cách rõ ràng. Có những người ở trong gia đình của chúng ta, những người chưa tin Chúa. Kể cả gia đình của tôi là người tin Chúa duy nhất ở trong nhà. Tôi đã nói về Chúa và cũng cố gắng vững vàng trong đức tin mười mấy năm trời rồi, từ năm 2003, 17 năm rồi. Nhưng mà bố mẹ tôi, gia đình tôi vẫn không tin Chúa. Và nhiều khi tôi cảm thấy tuyệt vọng ở trong điều đó. Nhưng mà câu chuyện này đã khích lệ đời sống của tôi rằng: Chúa ơi, cho dù ba mẹ con, gia đình con đã bị tê liệt vì tội lỗi, thì con sẽ cung cấp đức tin. Con sẽ giống những người bạn ở đây, vì yêu thương, vì tình yêu mà sẽ cung cấp đức tin để Chúa nhìn thấy đức tin của con mà cứu gia đình của con. Amen. Tôi khích lệ quý vị hãy tiếp tục cầu nguyện cho gia đình của mình. Hãy đứng trước mặt Giê-xu và cung cấp đức tin rằng một ngày nào đó họ sẽ được cứu. Một ngày nào đó họ sẽ chạm đến được quyền năng cứu chuộc của Chúa. Amen. Ở câu chuyện thứ hai, ở đây từ câu 18 đến câu 26. Lúc Chúa Giê-xu còn đang phán những lời này thì có viên quản lý nhà hội đến quỳ gối xin: con gái tôi vừa chết, con gái tôi đang chết. Xin Đức Chúa, xin Thầy đến đặt tay trên cháu để cháu được sống. Đức Chúa Giê-xu đứng dậy cùng các môn đồ đi theo viên quản lý. Đây là một con người mà sẵn sàng thờ phụng Chúa một cách công khai. Ông thấy Chúa Giê-xu từ xa và ông phủ phục xuống, thờ lại Ngài và xin Ngài hãy can thiệp ở trên hoàn cảnh của ông. Con gái ông vừa chết, có nghĩa là
Chúng ta biết rằng Ý Lan nói là đang chết chết. Phải không ạ? Sắp lắm rồi, sắp chết lắm rồi. Nhưng con người này đã bỏ những công việc ở nhà, bỏ đứa con gái lại trong những giây phút cuối cùng, chạy đến tìm Giê-xu. Vì ông có niềm tin rằng Ngài sẽ can thiệp được hoàn cảnh của mình. Trong cái bối cảnh bế tắc tuyệt vọng, trong sự chết, chỉ có Giê-xu có thể nói được một tiếng sống. Và ông đã chạy đến, thủ phục xuống: Chúa, xin Ngài đến và đặt tay trên con gái con. Đó là đức tin của con, người mà con yêu quý. Xin Chúa đến và can thiệp. Và trong cái công vụ đó của Chúa, ngay lập tức đến nhà người này để cứu người đang chết, rất là gấp rút, nên có nhiều đám đông phải xuyên qua để đi thật nhanh đến cái ngôi nhà đó. Nhưng mà bây giờ trong hành trình của Ngài, trong sự vội vàng của Ngài, thì có một con người, có một phụ nữ bị rong huyết đã 12 năm đến đằng sau và chạm vào gấu áo của Ngài. Vì bà tự nghĩ rằng chỉ cần chạm vào áo của Ngài thôi, ta sẽ được lành. Con người này bị bệnh 12 năm. Dạ. Bệnh rong huyết thì chúng ta biết rồi phải không ạ? Nó sẽ mất máu và người cơ thể xanh xao, sức lực không còn nữa. Dạ. Và bà này vì ô uế nên không thể đến gần người khác được, không thể chạm vào ai, bởi vì bà chạm tới đâu thì sẽ gây ô uế cho người khác. Thế là bà quyết định trong lòng, có những cái rào cản xã hội ngăn trở bà để có thể phủ phục xuống dưới chân Giê-xu một cách rõ ràng, giống như ông viên quản lý này. Nên bà chỉ muốn rằng mình có đức tin. Bây giờ thân thể của mình quá mệt mỏi, nhưng mà mình có một ý chí mạnh mẽ, tâm trí của mình mạnh mẽ, tâm trí của mình tin rằng Chúa có thể chữa lành được cho mình. Người đàn bà này bị mệt mỏi và bệnh tật về thân thể, nhưng tâm trí vô cùng sáng suốt. Có nghĩa là người này có bộ não phát triển đó quý vị. Sức mạnh ở trong bộ não của người này rất là mạnh mẽ. Một ý chí vượt qua tất cả những cái điều ngăn trở mình để chạm đến quyền năng của Chúa. Và nhưng mà bà nghĩ rằng vì mình là người ô uế nên mình chỉ chạm nhẹ Chúa một cái rồi mình sẽ biến mất. Phải không ạ? Mình chỉ ăn cắp một chút quyền năng của Chúa, phước hạnh của Chúa một chút xíu thôi, mình biến mất và mình sẽ đi về và lành hết chuyện của mình, sẽ không gây phiền đến Chúa Giê-xu. Nhưng trong hành trình công vụ rất là gấp rút đó, Chúa đã nhìn thấy một người phụ nữ. Ở tại nơi đây chúng ta nhìn thấy, ở trong câu 22, Đức Chúa Giê-xu quay lại và thấy bà. Ở câu chuyện thứ nhất, thấy đức tin của họ. Nhưng mà tại nơi đây, Chúa thấy người phụ nữ này. Chúa Giê-xu để ý đến cuộc đời của người phụ nữ này. Trong tất cả những con người mà Ngài thấy hôm đó, có một cuộc đời đau khổ 12 năm, tuyệt vọng và bị xã hội gạt qua một bên, coi như đã chết rồi. Người ô uế không có giá trị gì với xã hội này cả. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đã nhìn thấy bà. Bà chỉ muốn được chữa lành là xong chuyện của mình. Vậy là đủ lắm rồi, cuộc đời mình vậy là phước rồi. Được chữa lành thân thể là phước rồi. Nhưng Chúa Giê-xu còn muốn hơn thế nữa cho người đàn bà này. Chúa xác nhận rằng, con gái, đức tin con đã chữa lành con. Ngày hôm đó, bà từ một người đàn bà ô uế trở thành con của Đức Chúa Trời. Amen. Trở thành công chúa ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Từ một người cô đơn chỉ bởi sức mạnh của tâm trí để đạt được điều mình mơ ước, Chúa đã cho bà một cộng đồng đức tin. Amen. Ngày hôm đó bà có Chúa. Ngay lập tức người ta chú ý đến lời Ngài nói. Ngài nói sao? Chính đức tin của con chữa lành con. Không phải là chạm vào cái áo của ta đâu. Cái áo này không có sức mạnh. Phải không ạ? Có những người đã, những người giết Chúa Giê-xu, những người lính đã xé và chia áo của Ngài. Có quyền năng nào xảy ra đâu. Nhưng mà đức tin trong cái chạm của con, ở trong đức tin nó là một luồng năng lượng mà Chúa cảm được. Và Ngài nói rằng chính đức tin ở trong con, chính luồng năng lượng đức tin đó chữa lành mọi bệnh tật ở trong con. Bà xác nhận với đám đông rằng đây là người phụ nữ của đức tin. Ngay lập tức bà được người ta nể trọng, khen ngợi vào thời điểm đó. Chúa Giê-xu không chỉ quan tâm đến việc chữa lành thân thể của chúng ta đâu quý vị. Phải không ạ? Bởi vì con người không chỉ sống nhờ cái thân thể này không đâu, mà còn có những mối quan hệ, có một cộng đồng cần được tôn trọng, được coi trọng, có giá trị. Và chính Ngài đã đến mang theo quyền năng của vương quốc, quyền năng đó chữa lành cả về mặt thân thể lẫn tâm hồn của chúng ta. 12 năm chịu sự ghẻ lạnh của người khác,
12 năm sống trong âm thầm và xa lánh người khác. Chỉ bởi ngày hôm đó, bởi Giê-xu, bà được trở nên hòa nhập lại với cộng đồng, có một cuộc sống mới, một khởi đầu mới quý vị. Amen. Ngày hôm nay, nếu tâm trí của chúng ta đang còn lừa dối chúng ta, quý vị hãy xin Chúa giúp cho chúng ta có một tâm trí mạnh mẽ quý vị, dám tin vào điều không thể. Amen. Giống như người phụ nữ này, bất chấp hoàn cảnh của chúng ta yếu đuối giống như thân thể của bà này, hãy để sức mạnh ở trong tâm trí của chúng ta, sẽ khiến cho chúng ta nhìn thấy được quyền năng của vương quốc trên hoàn cảnh của chúng ta. Amen. Và khi sau khi chữa lành cho người phụ nữ này, thì Đức Chúa Giê-xu vào nhà của viên quản lý hội, thấy phường thổi sáo và đám đông gây ồn ào. Phường thổi sáo và đám đông gây ồn ào này để làm gì ạ? Để làm lễ tang cho đứa con gái này. Nghĩa là trong khi cái người cha này đi tìm sự giúp đỡ của Chúa Giê-xu, thì ở nhà đã công bố sự chết cho đứa con gái này. Người cha này bởi lòng yêu thương đối với con gái của mình đi tìm Giê-xu để giúp đỡ, thì cả nhà mình đã đi thuê những người làm đám tang đến công bố sự chết. Trong gia đình này chỉ có một mình ông viên quản lý nhà hội có đức tin thôi. Phải không ạ? Một con người chống lại cả đám đông ở tại nơi đây. Và Chúa Giê-xu thấy họ thì Ngài bảo hãy lui ra, bé gái này không phải chết đâu, nhưng nó đang ngủ. Trong cái nhìn của Chúa là cái nhìn của sự sống. Amen. Ở đây có một đám đông của sự chết, nhưng mà Chúa công bố sự sống ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng kết quả thì chúng nhạo cười Ngài. Phải không ạ? Chúng nhạo cười Ngài. Ở tại đám đông của gia đình của ông viên quản lý này, không chỉ có sự vô tính, còn có sự nhạo báng nữa quý vị. Và chúng ta biết, những kẻ vô tính và nhạo báng sẽ không bao giờ kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà Chúa Giê-xu sao? Đuổi họ ra ngoài. Chúa Giê-xu đuổi đám đông vô tính và nhạo báng đó ra ngoài, để Ngài ở lại với đứa trẻ này và cầm tay bé gái, và nó được chữa lành. Chính David cũng nói rằng phước cho những người không đi theo mưu kế của kẻ ác, không đứng trong đường tội nhân và không ngồi chung với những kẻ nhạo báng. Bởi vì những kẻ nhạo báng sẽ ngăn trở quyền năng của vương quốc được thể hiện ở trên đất này. Những ai chúng ta đang còn chạy đến với Giê-xu tìm giải pháp giống như viên quản lý nhà hội này, nhưng xung quanh chúng ta toàn là những người vô tín và nhạo báng đức tin của chúng ta, nhạo báng niềm tin và quyền năng của chúng ta, quý vị, chúng ta không cần phải phản ứng với họ. Hãy xin Giê-xu, chính Ngài sẽ đuổi đám đông vô tín nó ra khỏi, để chính chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng của Ngài. Chúng ta không cần phải đuổi đám đông nhạo báng, chính Giê-xu sẽ đuổi họ ra khi chúng ta tiếp tục tin cậy vào quyền năng của Ngài. Ở trong thời của Elise thì Samari bị vây, phải không ạ? Thành phố Samari bị vây, vua không có cách nào cứu được thành của mình. Và khi mà bị vây thành như vậy đó, quân đội Aram vây thành như vậy, thì giá cả ở trong thành tăng cao lên, giống như là giá khẩu trang đang tăng lên thời này vậy đó quý vị. Mới ngày hôm kia 25.000 một hộp, sau đó là tới 500.000 một hộp, không có hàng để bán, phải không ạ? Rồi bây giờ là máy thở mắc lên, phải không ạ? Rồi những cái phương tiện mà lọc không khí rồi diệt khuẩn, tất cả đều leo thang. Đó chính là sự bao vây đó quý vị. Và trong cái hoàn cảnh bao vây Samari như vậy, giá cả leo thang như vậy, dân chúng chết đói như vậy, và vị vua không thể làm được cách nào. Ông đi trên thành và ông gặp hai người phụ nữ. Hai người phụ nữ này nói: vua bây giờ xử cho chúng tôi đi. Vua hỏi chuyện gì? Chúng tôi đã đồng ý rằng tôi sẽ nấu con của mình, nếu nó giống như là con đã chết vì bị đói đó quý vị. Hôm nay tôi sẽ nấu con tôi, ngày mai thì sẽ nấu con của người kia, để mà ăn, để mà sống qua cái đợt đói này. Chúng ta thấy nhiều khi bệnh dịch giết người ta chết đó còn lòng thương, chứ mà đói á là hết lòng thương đó quý vị, phải không ạ? Nên thế giới người ta sợ khủng hoảng kinh tế, sợ đói. Bởi vì trong cơn đói, tất cả những sự xấu xa của con người sẽ lộ ra. Và thế vị vua này hết hiểu nổi luôn, và tức vị tiên tri Elise này, muốn giết tiên tri Elise, và đã sai người đến gặp Elise. Và trong đó có quan cận thần của vua đến, và Elise nói rằng ngày mai giá cả sẽ xuống 500.000 một hộp khẩu trang, phải không? Ngày mai sẽ còn 10.000 thôi, giảm giá, bởi vì tất cả thế giới, tất cả những cái doanh nghiệp may mặc đã chuyển qua may khẩu trang hết rồi, giá xuống quý vị, ngày mai giá sẽ xuống 10.000 một hộp. Ông quan cẩn thận, ông nói gì? Kể cả Đức Giê-hô-va có mở cửa các trời cũng không thể nào có được điều đó xảy ra. Sự vô tín và nhạo báng lời của Đức Chúa Trời. Và tiên tri Elise đã nói gì? Mắt ông sẽ thấy mà ông không được ăn đâu. Sẽ có nhiều đồ ăn rẻ lắm, nhưng mắt ông thấy thôi, ông không được ăn.
Và thế là chúng ta biết diễn tiến của câu chuyện, phải không ạ? Nhờ những người phun phát hiện ra, chính Đức Sư-va đã đuổi quân Aram đi, để lại hết toàn bộ lương thực. Và thế là dân chúng vừa mới nghe là có lương thực, thế là họ tràn ra để lao đi lấy lương thực. Thì trong quá trình tràn ra khỏi thành, viên quan cẩn thận bị đạp chết. Mắt ổng nhìn thấy sự cứu rỗi của Đức Sư-va, ổng không được cứu rỗi. Mắt ổng thấy đồ ăn người ta chạy tới, ổng không được ăn. Mắt ổng nhìn thấy sự sống mà Chúa ban cho những người còn lại ở trong thành, chính ổng phải chết. Đó là số phận của những người vô tính và nhạo báng, quý vị. Tôi tin rằng qua lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta được nhắc đến những cái rào cản của quyền năng của Chúa. Rào cản của tội lỗi, phải không ạ? Làm tê liệt người ta. Rào cản của xã hội khiến cho người ta không dám đến thẳng với Giê-xu để được chữa lành trọn vẹn về mặt thân thể, lẫn tâm hồn, lẫn cuộc sống, lẫn lối sống. Và rào cản của vô tính và nhạo báng vây quanh chúng ta, khiến cho quyền năng của Chúa không thể được xảy đến ở trên hội thánh và trên thế giới này. Nếu chúng ta cầu nguyện cho phục hưng, quý vị biết điều gì sẽ xảy ra không ạ? Sẽ có những con người mù từ khi sinh ra sẽ được nhìn thấy. Người câm sẽ mở miệng ca ngợi Đức Chúa Trời. Những người què sẽ đứng lên và nhảy múa. Những người bị ung thư, cục u nó sẽ rớt ra. Người ta được chữa lành, đó là quyền năng của Chúa. Nhưng trước hết ở trong hội thánh của Ngài. Phải không ạ? Chúng ta là đám đông của vô tính hay đám đông của đức tin? Quý hội thánh, tôi chia sẻ bài này ngày hôm nay để khích lệ chính mình tôi cũng như quý hội thánh. Chúng ta sẽ cùng nhau cung cấp đức tin để cho phép lạ xảy ra trên Việt Nam này. Amen. Chính người thân của chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng của Chúa. Khi chúng ta họp lại, chúng ta là đám đông của đức tin. Chính đám đông của đức tin sẽ giúp cho người ta trả được nợ, giải phóng được tất cả những cầm tù ở trên cơ cuộc đời của họ, những bất hạnh trong gia đình, phải không ạ? Tất cả những cái bệnh tật đang khiến cho họ bị căng thẳng, stress và tuyệt vọng, quý vị. Quyền năng của Đức Chúa Trời. Hy vọng trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ có thể vượt qua được những cái rào cản này để quyền năng của vương quốc sẽ đến ở trên hội thánh, trên đất nước của chúng ta. Và chúng ta dù không phải là những người bay vào vũ trụ mà chúng ta không thể nào chạm đến được những cái dải ngân hà kia, thì cảm ơn Chúa, Ngài là đứng xuyên qua các dải ngân hà, xuyên qua các tầng mây và đã đến ở trên đất này để quyền năng của vương quốc được tỏa ra ở giữa vòng chúng ta. Amen. Xin Chúa chúc phước cho hội thánh.